Phương pháp tăng khả năng đậu quả trên cây bưởi. Muốn quá trình thụ phấn tốt và hiệu quả hoa đậu nhiều, hạn chế rụng hoa, bà con cần lưu ý chăm sóc cây, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ từ giai đoạn đầu đến giai đoạn bón phân trước ra hoa. Đặc biệt chú ý giai đoạn phân hóa mầm hoa rất cần yếu tố dinh dưỡng lân, vì vậy nên tập trung bón những phân có hàm lượng lân cao và dễ tiêu như DAP. Kết hợp bổ sung dinh dưỡng vi lượng cho cây, đặc biệt là canxi và bo. Bà con có thể cung cấp bằng sản phẩm canxi bo bón gốc hoặc phun qua lá acid boric, cà chê lát và ngoài ra có thể sử dụng thêm chất kích thích ra hoa GA3 và clorbutazone 20% kết hợp với thiore 0,3% giúp hoa thụ phấn tốt và cuống hoa, cuống trái mập và dai. Lưu ý, rễ bưởi tương đối yếu hay bị sốc nên khi cây đang ra hoa đậu trái thì không nên bón phân, chỉ bón phân khi cây đang nuôi trái và nên chia bón làm nhiều lần. Muốn cây đậu trái tốt cần bón đầy đủ, cân đối, nước tưới vào mùa nắng, mùa mưa, đảm bảo vườn thông thoáng. Giai đoạn hoa đang nở rộ thì hạn chế phun thuốc cho cây, chú ý tưới nước giữ ẩm thường xuyên cho cây, nhưng lúc này không nên tưới phun lên hoa đang nở rộ. Các phương pháp kích thích ra hoa, đậu quả nhiều cho bưởi. Việc kích thích ra hoa cho cây bưởi cần được tiến hành sau khi thu hoạch từ 1 đến 2 tháng. Với mỗi giống bưởi khác nhau, thời gian kích thích ra hoa lại khác nhau. Các bước tiến hành như sau. Bước 1. Hạn chế tưới nước cho cây. Có thể tiến hành khoanh vỏ hoặc đốn rễ để hạn chế sự phát triển của cây. Khi thấy cây có hiện tượng héo và chút lá là được. Bước 2. Cắt bỏ các lá nhỏ bé, già yếu, các chồi vượt, cành già, cành nhỏ đã mọc trong các tán cây. Bước 3. Khi cây bắt đầu ra hoa cần tưới nước liên tục trong vòng 2 ngày liền. Bước 4. Khi bưởi ra quả bằng chén trà nhỏ cần cung cấp thêm phân NPK. Mỗi cây bón khoảng 1kg cây giúp quả nhanh lớn và không bị rụng. Phải bổ sung đầy đủ và cân đối nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cây trong giai đoạn sinh trưởng, sinh dưỡng, giúp cành, lá, thân, rễ phát triển tốt, khỏe mạnh. Tích lũy đầy đủ dinh dưỡng tập trung cho giai đoạn phân hóa mầm hoa, ra hoa, tạo quả, phát triển quả. Cây bưởi là loài cây không đòi hỏi kỹ thuật trồng quá cao mà cây cho ra năng suất tương đối cao. Điều quan trọng để có chất lượng cũng như năng suất bưởi tốt nhất cần đặc biệt chú ý và quan tâm đến các bệnh trên cây bưởi là quan trọng nhất. Từ đó tìm ra cách phòng cũng như chữa trị bệnh cho cây.